Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao kỹ năng cũng như là những kiến thức về xã hội cho các em học sinh, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều trường trung học phổ thông đã tổ chức thành lập các câu lạc bộ như câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ trên biển và câu lạc bộ tiếng Anh. Những câu lạc bộ này thực sự tạo cho các em học sinh có một sân chơi thiết thực và bổ ích. Ghi nhận về những hoạt động của câu lạc bộ này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau đây. Đây là buổi sinh hoạt của câu lạc bộ tiếng Anh lớp 10 chuyên Anh, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quỳ Đôn. Với hình thức phong phú, khi thì chơi trò chơi, khi thì tổ chức hùng biện, nên đã thu hút sự tham gia của các thành viên trong câu lạc bộ. Với việc ra đời những câu lạc bộ như thế này, đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi của các thành viên, cũng như tập cho các em tự tin hơn trong học tập và giao tiếp. Theo em thấy thì câu lạc bộ lớp 10 chuyên Anh là thì nó như là một nơi để ôn lại những cái kiến thức mình đã học, và nhất là những trò chơi vừa rồi thì nó còn dạy thêm cho em những cách kỹ năng phản như phản ứng nhanh và kỹ năng liên kết liên tưởng. Nhưng mà điều quan trọng nhất trong của lớp học 10 nhóm học 10 chuyên Anh thì nó như khi đã có một cái tâm thế thoải mái rồi thì cái việc học là sẽ trở nên rất dễ dàng, và em thấy câu lạc bộ đã cho em điều đó. Bên cạnh cái việc mà học thêm được nhiều kiến thức thì cái quan trọng nhất là bọn em đã có thể quen biết được thêm nhiều bạn mà cũng có cái sở thích là học tiếng Anh giống như mình. Ngoài ra thì em còn học thêm được bản thân em thì em còn học thêm được cách là điều hình và cách điều hình một nhóm người cùng thực hiện hoạt động hoặc là và cách tổ chức các cái nhân sự và sắp xếp nhân sự sao cho đạt hiệu quả nhất. Trường Trung học phổ thông Đâm Hà có hai câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ kỹ năng và câu lạc bộ trên biển. Những câu lạc bộ này được ra đời cách đây 3 năm với mục đích cung cấp kỹ năng sống, những kiến thức cơ bản của xã hội để trang bị cho các em nền tảng cơ bản khi bước vào cuộc sống. Hình thức sinh hoạt thông qua những trò chơi, những buổi trên biển đã thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia. Nếu như ở câu lạc bộ kỹ năng thì việc tổ chức sinh hoạt thông qua những trò chơi lý thú, thì ở câu lạc bộ trên biển đã đưa ra từng chủ đề, qua đó mỗi bạn tự nghĩ ra những ý tưởng để cùng nhau thảo luận. Đến với câu lạc bộ thì em được nhận rất là nhiều cái kỹ năng, được phát triển bản thân rất là nhiều. Đơn giản như là từ một bạn học sinh ít nói thì em đã có thêm được nhiều sự tự tin để nói trước đám đông hay là giao tiếp với mọi người. Những cái kỹ năng khác như là có thể là tổ chức các sự kiến và trở thành những cái bạn leader trong các công việc. Câu lạc bộ kỹ năng ra đây là để rèn luyện thêm cho các bạn những kỹ năng cần thiết để trong xã hội để mình có thể sau này mình có thể ứng dụng ra khi mà mình ra đời nhiều hơn, giúp cho các bạn cải thiện được bản thân mình và cải thiện được thêm nhiều cái tổ chức cái ưu điểm của mình hơn. Câu lạc bộ tổ chức rất nhiều hoạt động trên nhiều cái mảng khác nhau. Có thể là câu lạc bộ có tổ chức những cái hoạt động từ thiện để quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Rồi câu lạc bộ cũng có tổ chức những cái buổi ngoại khóa để nâng cao những cái kiến thức cơ bản cho các bạn học sinh trong trường. Rồi tổ chức các buổi sinh hoạt giao lưu văn nghệ, trò chơi để giúp các bạn giải trí sau những giờ học. Việc hình thành các câu lạc bộ trong các trường trung học phổ thông, nhất là câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ trên biển, câu lạc bộ tiếng Anh, tuy còn mới nhưng đã góp phần tạo ra sân chơi bổ ích để mỗi thành viên tự khám phá và thể hiện năng khiếu của bản thân. Không những vậy, các em còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông, được định hướng trải nghiệm một phần công việc trong tương lai, đồng thời giúp các em tự tin, năng động, hòa đồng hơn và góp thêm sự phong phú cho hành trang tương lai. Chính vì vậy, với mong muốn đưa câu lạc bộ không chỉ phát triển về số lượng mà còn về chất lượng, nên việc tuyển chọn thành viên hàng năm của câu lạc bộ được ban chủ nhiệm thực hiện rất chặt chẽ, thậm chí khắt khe. Trước các buổi trên biển, ban chủ nhiệm sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp để lựa chọn những thành viên phù hợp với hoạt động của câu lạc bộ và thực sự mong muốn cải thiện khả năng của mình. Với mục đích là để cho mấy bạn có thêm nhiều kỹ năng mềm hơn, vì em nghĩ là khi mà mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình thì là khi tham gia câu lạc bộ trên biển thì mấy bạn có thể nói ra suy nghĩ một cách logic nhất và có thể suy nghĩ khi
khi nhìn vào một hướng một cách đa chiều hơn. Lúc nhìn vào một vấn đề thì mình có thể nhìn được vào mặt lợi và mặt hại của nó, suy nghĩ được những cái khía cạnh vì sao mình là chọn đúng và vì sao mình là chọn không đúng. Mình có thể tìm hiểu sâu hơn về một vấn đề nào đó. Rèn luyện kỹ năng giúp các bạn tự tin hơn, học cách tư duy và nhìn nhận vấn đề theo nhiều khía cạnh, từ đó nhạy bén hơn đối với các vấn đề xã hội. Đó cũng là những suy nghĩ mà câu lạc bộ của học sinh ở trên địa bàn có chung quan điểm như vậy. Ở các trường học hiện nay, học sinh bên cạnh kiến thức còn cần được trang bị các kỹ năng sống để có thể trở thành một người trưởng thành, có đủ hiểu biết và khả năng giao tiếp trong xã hội. Đây cũng là ý tưởng để cho ra đời những câu lạc bộ ở trong các trường học. Trong năm học tới, bọn em hy vọng là sẽ tiếp tục thực hiện các cái chương trình ngoại khóa, không chỉ là ở trong lớp mà cũng như là ngoài lớp và ở toàn trường. Thì trong năm học này, bọn em cũng đã có tổ chức các buổi ngoại khóa ở sân trường cùng với sự tham gia của tất cả các khối. Và trong năm học tới thì bọn em không chỉ là sẽ tổ chức mà sẽ còn là phối hợp với các cái lớp khác, hoặc là đưa lại nội dung, hoặc là phát triển thêm nó cùng với các cái khối lớp khác để cùng nhau tạo ra thêm những cái nội dung thật là bổ ích và thật gây hứng thú cho tất cả các bạn. Các câu lạc bộ ở các trường học không chỉ dừng lại ở hình thức sinh hoạt mà còn hướng đến các hoạt động bên ngoài như tổ chức dạ ngoại, chăm sóc những hoàn cảnh neo đơn. Chính việc tham gia như vậy giúp các bạn học sinh có trách nhiệm hơn với cuộc sống và với những người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó nỗ lực phấn đấu trong học tập để trở thành những người có ích cho xã hội. Có thể nói sự ra đời của các câu lạc bộ đã mang lại hiệu quả cao cho các em học sinh. Vì vậy, cần phát huy và mở rộng nhiều hơn nữa các mô hình tương tự để cùng với việc trang bị kiến thức trong nhà trường, học sinh được tham gia các hoạt động lành mạnh, góp phần phát huy toàn diện khả năng của mỗi người. Đây cũng là mục đích chính mà câu lạc bộ đang hướng đến. Trong thời gian tới thì cũng câu lạc bộ cũng đã đưa ra rất nhiều giải pháp để mà áp dụng cho cái năm học sắp tới. Thì đầu tiên là câu lạc bộ cũng có một sự điều chỉnh và chỉnh chỉnh về nhân lực để giúp cho cái nhân lực của mình có cái hiệu quả hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Và cái thứ hai là mình có thêm nhiều hoạt động mới hơn, những cái hoạt động mà có thể câu lạc bộ chưa từng làm và chưa từng biết đến trước đây, mà mình sẽ có những cái thời gian mà chỉnh định cụ thể hơn để cho những cái hoạt động đó được triển khai kết thúc nhất. Em nghĩ thì cần phải tích cực hoạt động hơn thì để có thể trao dồi thêm kỹ năng cho mấy bạn. Khi mà mình có thể thường xuyên hoạt động thì cái khả năng giao tiếp và khả năng trình bày của mình sẽ tốt hơn, được thực hành nhiều hơn và cũng tìm hiểu thêm nhiều vấn đề để có thể hiểu thêm được nhiều vấn đề và trong xã hội hiện nay, và cần phối hợp thêm với đoàn trường tổ chức để mà nhân rộng cái mô hình để nhiều người được biết đến và có thể đưa được những hiểu biết của một cá nhân nhân rộng ra cho mọi người đều cùng tìm hiểu. Có lẽ đã đến lúc những câu lạc bộ tại các trường học cần được quan tâm nhiều hơn để hướng phát triển theo chiều chất lượng và bền vững hơn. Từ đó giúp các bạn trẻ Quảng Trị có thêm nhiều cơ hội rèn luyện tư duy, suy nghĩ đa chiều, tư duy phản biện không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù những câu lạc bộ này hoạt động mang lại rất nhiều mặt tích cực cho học sinh, song chất lượng và cả tính lâu dài của hoạt động này vẫn còn tùy thuộc rất nhiều vào các thành viên cốt cán của các câu lạc bộ. Và sự tin tưởng chặt chẽ từ phía nhà trường cũng đã thực sự giúp cho các em có thêm động lực để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Chuyên mục Nhịp sống trẻ kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!